Theo Bộ Y tế, sau khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản về việc phát hiện một phụ nữ người Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào thành phố Osaka. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế đã cử ngay đoàn công tác chống dịch tới Hải Dương, hỗ trợ địa phương triển khai điều tra, giám sát dịch tễ và thực hiện các biện pháp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng về thần tốc chống dịch. Đến nay, kết quả xét nghiệm khẳng định một phụ nữ là công nhân của công ty Poyun có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chi Linh, dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh tại Osaka. Bộ Y tế nhận định dịch COVID-19 ở Hải Dương có thể đã xuất hiện cách đây từ 13 đến 14 ngày. Trong khi đó, ở Quảng Ninh, một người khác cũng đã được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2. Chúng tôi xác định là đây là một trong những cái nguồn bệnh là từ cái công ty và khả năng lây lan rất lớn và cái lây lan trong cộng đồng là hết sức phức tạp. Cũng xin báo cáo với Thủ tướng như vậy. Nhưng mà cũng có một cái điểm ý, là do cái thời gian xuất hiện là từ khoảng 14-15 năm trở lại đây. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng là nó có thể nó vẫn đang ở trong khu vực của Chí Linh, Hải Dương và những khu vực lân cận. Thì Bộ Y tế lập tức trong đêm ngày hôm qua cũng đã điều động một cái lượng rất là lớn trên một cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng trước đây là khoanh vùng, cách ly và truy vết thần tốc và xét nghiệm triệt để trên diện rộng. Thì cũng xin báo cáo với Thủ tướng và các đồng chí, chúng tôi cũng đã tiến hành những cái biện pháp là khoanh vùng trên cái diện rộng, tức là toàn bộ cái xã Cộng Hòa, tức là cái nơi mà cái nhà máy mà đóng ở trên địa bàn đấy, thì chúng tôi cũng đã tiến hành đề nghị là cho phong tỏa toàn bộ cái khu vực này. Và sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã cử tất cả các đoàn gồm có 5 cái bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế Công cộng và 2 cái trường của Bộ Y tế trên cái địa bàn của Hải Dương đã tiến hành giúp cho Hải Dương lấy toàn bộ tất cả các mẫu 2.340 mẫu của cái nhà máy này, đồng thời lấy mẫu ở các nhà máy khác ở khu vực lân cận và lấy mẫu của toàn bộ một số những cái khu vực dân ở cái nơi mà bệnh nhân sinh sống cũng như là cái xã Cộng Hòa. Tức là trên quan điểm chúng tôi lấy mẫu rất là rộng và cái tổng số mẫu có thể lên tới hàng chục ngàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lúc tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt là chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh xuất hiện ở 50 quốc gia. Do đó, sau khi phát hiện những người bị lây nhiễm trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải khẩn trương, chủ động, thần tốc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhanh chóng kiểm soát dập dịch triệt để, không để dịch bùng phát trên diện rộng, nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân và bảo đảm nhân dân được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn. Đây là cái việc mà nó lây nhiễm cộng đồng sau 5 năm ngày đã xuất hiện ở nước ta, nhưng mà điều này chúng ta cũng đã qua nhiều lần. Cái chỉ có thái độ chúng ta cương quyết hơn, kịp thời hơn, thái độ dứt khoát hơn với biện pháp mạnh mẽ hơn. Tôi cho rằng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế, rồi Ban Chỉ đạo Quốc gia, rồi đặc biệt hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đã có một số chủ trương biện pháp hết sức quyết liệt. Và chúng tôi đề nghị tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ. Đó là không di chuyển người từ khu vực Hải Dương, Quảng Ninh ra ngoài tỉnh. Tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc. Ổ dịch ở chỗ nằm ở đâu? Bây giờ lúc này chúng ta công khai. Nhưng mà thái độ chúng ta rất bình tĩnh vì chúng ta đã nhiều lần gặp phải cái này. Chứ không phải bây giờ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, ngay trưa nay, Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị về khẩn trương tăng cường công tác phòng chống COVID-19 với các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt về giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 ở những khu vực có dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đến trưa nay, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 72 người mắc COVID-19 tại ổ dịch ở công ty Poyun, xã Cộng Hòa, thành phố Chi Linh, tỉnh Hải Dương. Còn tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, ghi nhận thêm 10 người mắc mới.